giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ Húc Số 1 tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liên tập 28 Xin chào các vị bạn hữu, chào mọi người Cái chúng ta vừa mới bằng là mấu chốt thứ tư trong học tập Biện rõ, chúng ta cần có thể biện rõ về thiện Chúng ta cần biện rõ được về giá trị quan của thế gian Giá trị quan thế gian bao gồm thế nào là thành công, thế nào là đẹp và còn rất nhiều những cách nghĩ, cách nhìn như vậy Bạn đều phải biện rõ được bộ phận chân thật của nó Chứ không phải những thứ hư quyển ở bên ngoài Cho nên chúng ta cần nhìn biết được thật giả Mới có thể tạo nên cuộc sống chân thật Chúng tôi có một số em nhỏ Đều là học kinh điển Thánh Hiền Tuổi bình quân của các em là 6 tuổi Đúng lúc có một hôm chúng tôi ra đi giảng dạy Trong đó có một vị thầy liền hỏi các em tâm tốt là thế nào Thế nào là tâm xấu Ngay đó thầy tiện tay ghi chép lại Tôi đọc lại cho các bạn nghe thử xem Trẻ em 6 tuổi tiếp nhận giáo dục kinh điển Nó nhìn tốt và xấu như thế nào Một em nhỏ nói Một đồ vật mình muốn có Nhưng người khác cũng muốn Thì nhường cho người khác Đây là tâm tốt Có thể nhường Có thể cho Xin thưa các bạn cho được Cho được nhân của được ở chỗ nào vậy Ở cho ở bố thí Có nhân mới có quả Người cho mới có thể được cho nhiều được nhiều xin thưa với các bạn nếu như tôi không có xả bỏ công việc có thể có được nhiều người giúp đỡ tôi như vậy không cho nên thật sự sau khi xả rồi nhất định là được nhưng mà sau khi được rồi vẫn phải xả tiếp là càng xả càng nhiều là giống như ngân hàng sẽ tích lũy lãi suất cho bạn vậy sẽ trả tiếp cho bạn đây là chân tướng sự thật chúng ta phải biết khi trẻ em thật sự biết cho được nó mới gieo trồng góc rễ phước điền của nó bản thân chúng tôi làm thầy giáo khi nhìn thấy một số học trò không tranh với người thật sự là như vậy có một số đồ vật rất nhiều người ngay lập tức chạy đến rất sợ mình không lấy được lại nhìn thấy một số em nhỏ rất có tu dưỡng nó không lấy nó nói không có cũng không có sao học trò như vậy chúng ta luôn luôn quan tâm đối với nó nhiều hơn quan tâm nhiều hơn cho nên trẻ em thật sự chịu không so đo thật sự chịu xả là nhân tài có thể kế thừa giáo huấn thánh hiền trẻ em như vậy tuyệt đối sẽ được bậc có trí huệ diệu dắt cho nên trẻ em có lễ phép trẻ em hay nhường nhịn Cả đời đó thế nào cũng nhất định sẽ gặp được Quý nhân Cho nên những bậc làm phụ huynh Phải biết nhìn xa, trong rộng Em nhỏ cái tiếp đói Hiếu thảo cha mẹ Chuyên tâm học hành Cung kính đối với người khác là tâm tốt Những ngôn ngữ này Đều do các em 6 tuổi nói Chúng tôi tuyệt đối không có thêm chút gì vào Bạn xem trẻ học kinh mở miệng Ngôn ngữ đều là Rất có chuẩn mực Em kế tiếp nói Tâm cung kính đối với Phật Làm được đệ tử quy là tâm tốt Có thể trong nhà cha mẹ có hướng dẫn em học Phật Em có nói tâm làm được đệ tử quy là tâm tốt Em kế tiếp nói Tâm làm được chương thứ nhất đến chương thứ 18 của Hiếu Kinh Nghe lời thầy cô Làm được lễ phép thường ngày là tâm tốt Bởi vì trong chương trình của các em học có hiếu kinh Có đệ tử quy Có lễ phép thường ngày Cho nên bạn xem thấy trẻ em tâm tốt của nó Có bay trong không trung không vậy Đều ở đâu vậy Đều ở từng ly từng tí trong đời sống Học vấn nó học là những thứ thực tế Không phải hư quyển Một em nhỏ khác nói Tâm trí huệ là tâm tốt Tâm làm việc tốt là tâm tốt tâm không cần đốc thúc mà có thể đi làm việc là tâm tốt tâm biết là việc tốt liền đi làm là tâm tốt tâm biết đạo lý là tâm tốt các vị bằng hữu trẻ nhỏ nếu như không có nghe đạo lý thánh hiền nó có thể nói ra được loại ngôn ngữ này không nó đâu thể nghĩ đến chỗ đó chứ cho nên quả thật là có vậy mới có học mới có thể biết được không dài cả đời hạt giống không gieo ủ như thế nào cũng không thể nảy mầm được em nhỏ khác nói thế nào là tâm xấu em thứ nhất nói tâm không giúp đỡ người là tâm xấu em tiếp theo nói tâm lừa dối người khác tâm lãng phí là tâm xấu chúng tôi có khi bảo các em soi lại hôm nay làm sai việc gì các em còn biết đói hôm nay mở dồi nước mở quá lớn lãng phí rồi và chúng tôi chỉ dạy cho các em là các em tiết kiệm nước không phải đã tiết kiệm một đồng tiền mà thôi mà là tiết kiệm lại cho hàng ngàn hàng vạn con cháu đời sau nếu như bạn hiện nay lãng phí như vậy đến khi nước bị thế hệ này của chúng ta dùng hết rồi thế đời sau dùng như thế nào cho nên tôi cũng nghĩ tương lai chiến tranh vì nước này vì nước kia có thể vì cái gì có thể là vì nước nếu như con người tiếp tục quan phí nguồn nước tiếp tục làm ô nhiễm nguồn nước đến khi toàn thế giới giọt nước cuối cùng không phải nước máy mà là nước mắt của con người trẻ em được dạy bảo như vậy thì nó tự nhiên sẽ hiểu được mỗi một vật phẩm đều cần phải quý trọng cho nên nó nói tâm lãng phí lãng phí cái gì vậy em còn nói điện nước mạng sống cuộc đời thời gian em nói cái này không được lãng phí một em kế tiếp nói làm nhục người khác là tâm xấu lời gian xảo từ dơ bẩn thói côn đồ phải tránh xa ánh mắt của các bạn nhìn tôi đã nói cho tôi biết hôm qua dường như có học đệ tử quy hôm qua chúng ta nhấn mạnh một lần sau này quá trình học sẽ có rất nhiều chỗ là kết hợp chung lại với đệ tử quy bởi vì thời gian có hạn tôi hy vọng cũng có thể đem đệ tử quy khiến cho các bạn có thể thể hội lý giải được sâu hơn Cho nên các bạn nhất định phải học Sẽ càng có hiệu quả hơn Em nhỏ kế tiếp nói đùa giỡn quá mức Quả từ miệng mà ra Cho nên trẻ nhỏ có nhận thức như vậy Thì ngôn ngữ, hành vi của nó Trong đối xử với người khác tự nhiên Sẽ tương đối có chừng mực Sẽ không Thái quá Tâm oán hận người khác Là tâm xấu cho nên các em những em nhỏ này Tự mình kiểm điểm đều bắt tay làm từ đâu vậy Từ tâm Từ chủ tâm của mình mà nhìn Một em nhỏ kế tiếp nói Tâm vì mình không vì người khác là tâm xấu Tâm giận dữ là tâm xấu Người khác đối với họ tốt Họ đối với người khác không tốt Người không biết đền đáp Dông ơn bội nghĩa Loại câu này người lớn chúng ta chưa chắc có thể viết ra được Đó là các em trực tiếp nói ra Em nhỏ cái tiếp đói tâm thù hận là tâm xấu Em nhỏ này vừa nói xong Em nhỏ cái tiếp đói tâm báo thù cũng là tâm xấu Em nhỏ tiếp đó nói tâm nhỏ mọn là tâm xấu Người khác chỉ ra khuyết điểm Nhưng mà quyết giữ sai lầm không sửa là tâm xấu Bởi vì ác em biết để tử quy nói Nghe chê giận Nghe khen vui Bạn xấu đến bạn tốt đi người khác phê bình bạn bạn liền giận dữ người khác nói bạn tốt bạn liền dương dương tự đắc như vậy bạn bè tốt đều bỏ đi hết người su phụ nịnh hót thể đều chạy đến cho nên bạn xấu đến bạn tốt đi tại vì sao bạn tốt liền đi vậy bởi vì họ không chỉ ra khuyết điểm của bạn thì họ chưa có làm tròn đạo nghĩa của một người bạn nhưng mà chỉ ra khuyết điểm bạn lại giận dữ như vậy Họ cảm thấy không nên kết ác duyên với bạn nữa Cho nên trước tiên Kính nhi diễn chi Để đến khi bạn biết nghe rồi Họ lại đến nói Lại đến khuyên bạn Nhưng mà nghe khen sợ Khi chúng ta nghe thấy người khác khen ngợi Cảm thấy mình được sủng ái mà lo sợ Mình học vấn còn rất kém cỏi Cho nên không dám tiếp nhận Nghe chê vui Nghe thấy người khác chỉ ra khuyết điểm của chúng ta Chúng ta rất vui mừng Lập tức nói với họ Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của tôi Trực lượng sĩ Tiệm tương thân Bạn bè chân thật Chánh trực Thật sự có thể thông cảm Có thể khuyên can bạn Dần dần sẽ chạy đến bên cạnh bạn Cho nên cái thái độ này quá quan trọng rồi Bởi vì trẻ nhỏ đã học đệ tử quy Và lại thưa với bạn Bạn thấy các em học đệ tử quy Học bao lâu vậy Muốn đem cuộc đời làm người làm việc chính xác, mọi mặt có thể đặt nền móng. Điều này tuyệt đối không phải 10 ngày, 20 ngày. Nhất định phải có 2 3 năm đặt nền móng. Cho nên tất cả kinh điển học tập có thể từ từ thêm vào. Nhưng mà chỉ có một bản kinh cần phải từ đầu đến cuối đều phải học, đều phải làm. Là bản nào vậy? Đệ tử quy đúng rồi Bởi vì là cương lĩnh Cương lĩnh làm người vô cùng hoàn chỉnh Em nhỏ tiếp đó nói Không có tình thương tâm hại người khác là tâm xấu Em nhỏ cái tiếp nói Không có tâm từ bi Biết nên làm việc tốt nhưng mà không có làm Biết được làm việc tốt nhưng mà không có làm Đây là tâm xấu còn một em nhỏ nói đứng trước hình khổng tử mà không cung kính là tâm xấu Những em nhỏ này Vừa vào cửa Em chào thầy Sau đó khi bước vào hình khổng tử treo ở trên tường Muốn nói với Lão phu tử khổng lồ phu tử con trở về rồi Rất đáng yêu Ở Hải Khẩu chúng tôi có một em gái mới 8 tuổi Ngày hôm đó đúng lúc Hải Khẩu Diễn tập phòng không Đến vô cùng cẩn cấp cho nên thầy cũng không lúng túng nắm lấy cái điểm cơ hội này cũng có thể hướng dẫn các em là bắt đầu nói với học trò hiện nay các em chỉ có thể lấy những thứ quan trọng nhất những đồ cần thiết nhất có một số em liền lấy nước lấy một số đồ nhẹ nhàng cho thuận tiện chạy đồng thời cũng quan sát là thấy có em đã lấy rất nhiều đồ đây là một loại kết quả một em nhỏ gặp phải tình huống khẩn cấp Lấy theo rất nhiều đồ vật Đại biểu nội tâm của nó như thế nào vậy Là không có cảm giác an toàn Dường như lấy thật nhiều đồ mới yên tâm Trong đó có một em Cái gì cũng không lấy Chạy đến ôm bức hình Khổng tử lên Sau đó ngước lên nhìn thầy của em Tuy không nói câu nào thầy của em liền rơi nước mắt ngay tại chỗ trong tình huống khẩn cấp đến như vậy em cái gì cũng không nghĩ chỉ nghĩ đến hình khổng tử khi một đứa trẻ ở trong tình huống khẩn cấp như vậy còn có thể nghĩ đến hình khổng tử đại biểu cuộc đời em khi đứng trước thách thức nó sẽ nghĩ đến điều gì vậy nó sẽ nghĩ đến lời giáo huấn của khổng phu tử Trẻ em có thể nảy sinh cái tâm cung kính sâu như vậy Là đã đặt nền móng cho thành tựu đạo nghiệp Của cả đời nó rồi Chính là cung kính chí thành Đối với thánh hiền Câu chuyện về em nhỏ này rất nhiều Có một lần tôi đã cũng nhắc với các vị rồi Chúng tôi chính người đã ăn chín cái bánh bít quy còn thừa một cái Em bé này bước ra Mẹ ơi có còn hay không vậy Chúng tôi cũng chẳng nói gì Chỉ nhìn vào một chiếc bánh đó Em bé này lập tức cầm chiếc bánh này lên Đem chiếc bánh để ở trước mặt tôi đói Chiếc bánh này nên mời thầy Thái ăn ạ à? Bạn xem em không chỉ không tham Em còn biết phân biệt Nên mời ai ăn trước Cho nên học vấn của Thánh Hiền Là rất linh hoạt rất nhiều người nói trẻ em học lễ có bị trở nên rất khờ khạo hay không? Sai rồi Sao gọi là linh hoạt gì? Người hiện đại hiểu sai gì linh hoạt rồi Ngày hôm đó thầy của chúng tôi phải qua cửa Phải qua cửa tại hải quan Có một em nhỏ dốc sức chạy lên trước Dốc sức chen lên trước Chen lên trước người phía trước Thầy của chúng tôi cũng bị cậu ấy chen Người mẹ này không có ngăn chặn cậu ấy ngay tại chỗ Mà còn lựa lời khuyên bảo 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 à Con ngoan một chút nào Con không nên như vậy Khuyên có tác dụng hay không gì Trẻ nhỏ là càng ngày càng cao ngạo Bên cạnh mấy người bạn đi theo cậu ấy còn nói theo Em nhỏ này Thật liên hoạt Rất hiếu động Rất hiếu động Lời nói này có đúng hay không Cho nên quá thật là Người lớn chúng ta hiện nay ngay cả thế nào là tốt Thế nào là xấu Vậy trẻ nhỏ như thế nào là đúng Bản thân cũng không biết Linh hoạt là chỉ tư tưởng linh hoạt Tư tưởng linh hoạt nhìn thấy ở chỗ nào vậy Ở lúc nào nghĩ cho người khác Như vậy mới đích thật là rất linh hoạt Từng giây từng phút nhìn thấy ai khát nước. nước Từng giây từng phút nhìn thấy ai cần một bộ quần áo Từng giây từng phút cảm nhận được Ai cần một câu an ủi Trẻ nhỏ như vậy Bạn nhìn thấy trong lòng sanh yêu thích Nó có ngồi cứng đơ ở đó hay không vậy? Sẽ là không Người hiện nay cảm thấy linh hoạt là động tới lộng lui Nó không gọi là linh hoạt Nó gọi là tùy tiện Đó gọi là ngay cả nề nếp Cũng không biết khắp nơi không biết đề nếp chỉ biết chỗ nào cũng khiến người ta sanh phiền não chỗ nào cũng khiến người ta cảm thấy rất không biết điều cái đó không phải gọi là linh hoạt cho nên trẻ nhỏ thật sự linh hoạt phải bắt đầu từ hình thành thái độ chính xác của nó đối với người khác lúc nào cũng nghĩ thay cho người em kế tiếp nói tâm sợ khó khăn là tâm xấu bởi vì thầy của các em đã viết cho các em một câu nói không sợ khó thì chỉ khó khăn một lúc sợ khó khăn thì khó khăn suốt đời cho nên xin thưa với các bạn không nên xem thường một câu giáo quấn thánh hiền mà bạn dạy cho trẻ nhỏ cho học trò một câu là có thể khiến nó suốt đời được lợi ích vô cùng rồi. Các gì bằng hữu ba năm trung học cơ sở của tôi chỉ nhớ được hai câu nói. Câu thứ nhất, người không nên có kiêu ngạo, nhưng không được phép không có khí phách. Ba năm trung học cơ sở ở dưới chủ nghĩa lên lớp, không có vị thầy nào vì chúng tôi làm người thật ra chúng tôi có muốn học hay không ai không muốn làm người tốt chứ ai không muốn hòa thuận với người khác là muốn học vừa mới có một em học sinh trung học sau khi nghe xong cảm thấy thầy ơi thầy giảng rất hay em rất thích nghe trẻ nhỏ nhất định không phải không chịu nghe chỉ dạy tôi đã từng đến một trường trung học để diễn giảng lúc đến Thầy của họ nói học trò hiện nay Không thể ngồi được Cho nên thầy giảng một giờ Nhất định phải nghỉ 10 phút Thầy nói như vậy Chúng tôi chỉ gật đầu Dân ạ, à, nghỉ Khi tôi giảng đến một giờ Tôi nói với bên dưới Có lẽ cũng khoảng chừng 500 học sinh Tôi nói bây giờ chúng ta nghỉ ngơi 10 phút Đợi một lát giảng tiếp Học trò nói thầy không nên nghỉ giải lao Giảng tiếp đi ạ à. Cuối cùng sau khi tôi giảng được 2 giờ đồng hồ Muốn thôi mà không được Hơn 2 giờ đồng hồ Sau khi giảng xong họ không cho tôi xuống bụng Tiếp tục đưa ra câu hỏi hỏi tôi Vấn đề các em hỏi hay vô cùng Chúng tôi nghe xong cũng rất ưa thích Thậm chí là Trả lời xong vấn đề Các em còn chia sẻ Rất nhiều em nói Em xưa đây cảm thấy em cũng rất hiếu thuận Nhưng mà sau khi nghe xong cảm thấy mình còn kém rất nhiều có một số em chia sẻ nó nói em nghe thấy thầy thái giảng giải toàn là miễn phí em rất là cảm động cái xã hội này của chúng ta đã để lại ấn tượng gì cho trẻ vậy để lại cho trẻ chỉ biết có lợi cái tâm giúp người đó của trẻ tâm thiện bị xã hội chúng ta nhấn chìm rồi khi nó gặp được là ưa thích Chúng ta không có cái cơ hội Để phát triển tâm lương thiện của đó Là chúng ta có lỗi với các em Bởi vì một vị thầy Lý hóa của tôi Thầy dạy vật lý và hóa học Không phải dạy tôi ngữ văn Thầy nói với tôi câu nói này Tôi cả đời cũng không thể quên Mỗi khi chúng tôi gặp phải khó khăn Câu nói này đề khởi lên người không được phép không có khí phách không nên kiêu ngạo khi chúng tôi nhận được sự tán thán của người khác câu nói này lập tức xuất hiện không nên kiêu ngạo cho nên bởi vì chúng tôi cảm niệm thầy nếu như chúng tôi không có y giáo phụng hành thì trong lòng cảm thấy có lỗi với sự chỉ dạy của vị thầy này với chúng tôi cho nên các gì bằng hữu Bạn không nên xem thường một câu dấu cuốn chân thành Nó cũng có thể tạo thành Có lợi cho cả đời của trẻ Chúng ta cần có tâm Chú tâm mà dạy Em nhỏ kế tiếp nói Bề ngoài làm việc tốt Trong tâm làm việc xấu Những em nhỏ này Nhìn hành vi đều nhìn đến đâu vậy Nhìn đến chỗ chủ tâm một người có năng lực tự phản tỉnh Thì cả đời được lợi ích Người nếu như lúc nào Cũng để người khác đến chỉ ra khuyết điểm Thế thì đã quá chậm rồi Có thể sai 3 đến 5 năm rồi Người ta mới đến chỉ Thế đã sai 3 đến 5 năm rồi Người thật sự có thể tự phản tỉnh Ngay đây đó khởi điểm sai Lập tức sửa Không để hành vi sai lầm Là bắt đầu sửa tự ý nghĩ cho nên chúng tôi vừa mới nhắc đến Một em nhỏ giống dĩ muốn phóng cây gậy tre ra Lập tức kéo trở lại Đó là từ trong ý nghĩ tự mình có thể kiểm điểm Em nhỏ kế tiếp nói Tâm không hiếu thảo cha mẹ là tâm xấu Tâm phá hoại là tâm xấu Mẹ không biết liền nói mẹ ngốc là tâm xấu Không làm được địa tử quy là tâm xấu Tâm làm việc xấu là tâm xấu Giống dĩ có thể làm được Nhưng cứ nghĩ là không làm được Đây chính là vật quý nan Đệ tử quy nói là không nên sợ khó khăn Cần phải dũng mãnh thẳng tiến lên phía trước mà làm Điều mình không muốn Mà đem đến cho người là tâm xấu Em nhỏ này còn đem giáo huấn thánh hiền sửa lại một chút Điều mình không muốn chớ đem đến cho người là tâm tốt thế thì điều mình không muốn đem đến cho người là tâm xấu cho nên các vị bạn hữu bạn không nên xem thường tính ngộ của các em em nhỏ này đã học kinh điển rất nhiều năm có một lần trong lúc cậu nghe giảng bài nói học như đi thuyền ngược nước cậu liền nói với mẹ cậu học như đạp xe lên dốc vậy Cậu ta có thể ngộ được Còn kết hợp lại được Với việc giống nhau Em kế tiếp nói ồn ào lớn tiếng Quấy rầy người khác là tâm xấu Đây là nhân bất nhàn Vật sự giảo Nhân bất an Vật thoại nhiễu Để tứ quy dậy Trước người lớn Nói khẽ lời bạn xem có thể đưa ra được gặp đến cảnh giới có thể đưa ra được mới là học vấn chân thật gặp phải cảnh giới không thể đưa ra được thì không có tác dụng đó gọi là cái học nhòi nhét không đủ để là thầy người khác em tiếp theo tâm nếu che đậy tội nặng thêm là tâm xấu cái ý nghĩa này chính là làm việc sai còn muốn che giấu đây chính là tâm xấu cho nên đây là lời của các em nhỏ nói ra Ở trong một buổi tối một ngày Trong lúc tương tác với thầy của đó Khi con cái chúng ta có thể biện biệt được như vậy Đối với đúng sai thiện ác Thì các em như vậy cả đời bạn Sẽ giảm bớt rất nhiều lo lắng Rất nhiều bận tâm Và các em có thể phân biệt được thiện ác như vậy Thì tin là Đến bất kỳ một đoàn thể nào Đều có thể dùng đức hạnh tốt của đó để ảnh hưởng người khác Chỗ này vừa mới nhắc đến Thế nào là lời hữu ích Có một em nhỏ Nó nói Cha mẹ mắng nó là lời hữu ích Nó nói Cảm ơn cha mẹ đã mắng chúng ta Đánh chúng ta Bởi vì là yêu thương chúng ta Yêu thương là không phải nói bằng miệng bạn xem Nếu như các em có thể cảm thông được Bạn mắng nó, đánh nó Đều là muốn tốt cho đó Thế thì bạn giáo dục các em Nhất định không cảm thấy mệt Bạn sẽ cảm thấy rất ấm lòng Làm sao khiến các em thật sự có thể xây dựng được năng lực Phân biệt thiện ác đúng sai Tốt xấu từ nhỏ vậy Là phải cấm rễ đức hạnh từ nhỏ ở trong biện rõ chúng ta còn phải biện rõ nhân quả là nhân quả cái sự việc này hiện nay đã phơi bày hết kết quả rồi thì chúng ta phải tìm ra nguyên nhân không đúng của nó khi một người có thể không ngừng từ những việc xảy ra với mình mà kiểm điểm nguyên nhân từ lý trí của bạn trí huệ của bạn sẽ nâng lên đặc biệt nhanh Thí dụ nói Trẻ em không dạy tốt Trẻ em lười biếng Bạn nghĩ Trẻ em lười biếng là kết quả Nguyên nhân do đâu Trẻ em tự tư tự lợi là kết quả Nguyên nhân là do đâu Khi chúng ta đều có thể tìm được nguyên nhân Thì bạn có thể tùy bệnh mà cho thuốc Là bạn có thể xoay chuyển tình thế Trí huệ của bạn cũng bởi vì bạn từng di từng phút có thể truy tìm căn nguyên, tìm ra được nguyên nhân. Bạn có thể càng ngày càng có trí huệ, lý trí của bạn trong thời gian ngắn sẽ được nâng lên. Nếu như các vị không tin, bạn làm 3 tháng thử xem. Bất kỳ việc xấu nào, trước tiên Không nên nản lòng cũng không nên trách người khác trước khi nó đến. Trước tiên suy nghĩ nguyên nhân ở chỗ nào Tại vì sao thái độ của người bạn này đối với ta không tốt Nguyên nhân ở chỗ nào vậy Con người luôn luôn là dừng lại ở trên kết quả Chỉ biết lo được lo mất Ăn năn hối hận Không có giúp ích gì cho cuộc đời Vì vậy khi bạn có loại thái độ này Khi bạn dạy con cái cũng hướng dẫn được như vậy Thì con cái của bạn sẽ rất dũng cảm Đối diện sự việc Đối diện với thách thức cho nên chúng ta có thể hỏi các em Cái bạn học này thành tích có thể tốt như vậy Có thể nhận được Nhiều sự quan nghênh Của bạn bè như vậy là kết quả Cho hỏi nguyên nhân do đâu vậy Các em bắt đầu suy nghĩ Bắt đầu xây dựng năng lực phán đoán Ban đầu nó chỉ biết ngưỡng mộ người khác Ban đầu nó có thể chỉ biết đố kỵ người khác khi hướng dẫn như vậy Nó bắt đầu biết Quá ra là bạn đó Luôn luôn nghĩ thay cho người khác Thì ra là bạn ấy nỗ lực Chăm chỉ, chuyên tâm, nghe giảng Nó bắt đầu không phải chỉ Có ở đó đố kỵ, ngưỡng mộ Nó bắt đầu tìm được nguyên nhân Là từ bản thân gieo được cái nhân Chính xác Bắt đầu nỗ lực lên Và khi các em làm như vậy Cũng là từng bước, từng bước Bước vào cuộc sống có lý trí có trí huệ cho nên từ quả suy ra nhân đặc biệt quan trọng cần phải phân biệt lại nữa người có trí huệ có thể từ nhân nhìn thấy kết quả sau này các vị bằng hữu nêu một cái thí dụ ở trong tả truyện có một lần vào thời đại xuân thu quân đội của nước tần đi ngang qua địa phương Do thiên tử quản lý Chiếu theo lễ nghi Bất kỳ quân đội nào đi qua địa phương Do thiên tử quản lý Đều phải lấy mũ xuống Giống dĩ Ngồi trên xe cũng đều phải xuống xe Cuối cùng quân đội nước tần Có người không lấy mũ xuống Có người nhảy xuống một chút Vẫn chưa có đi qua Dùng của thiên tử lập tức Lại nhảy lên rồi người có học thức này chỉ nhìn thấy liền đói nước tần trận chiến này nhất định sẽ thua trận bạn xem mới nhìn thấy một cái động tác của họ là có thể tiên đoán họ trận này nhất định thất bại cho nên người xưa trí huệ rất cao chúng ta không thể sánh bằng vì có học thức này liền phân tích họ ngay cả đối với thiên tử còn ngạo mạn như vậy còn kinh xuất như vậy Chỗ nhỏ còn khinh xuất Khi đối diện với việc lớn liền lập tức Có thể trở nên rất cung kính sao Đó là điều không thể Cho nên nước tầng cái lần đó Bởi vì khinh xuất Hầu như toàn quân bị tiêu diệt Cho nên Cái trận đó đánh xong Tần Mục Công may mà Không có quở trách cái tướng quân đó Còn quở trách lại chính mình Nhưng mà cũng từ thái độ khinh xuất của một người Là có thể tiên đoán Họ có thể thành đại sự hay không Đây là từ nhân có thể suy ra quả Lão tử Lúc ngày muốn qua cửa gia dụ Quan chức làm quan nơi đó liền hỏi ngài một cái vấn đề ông nói tôi xin được hai người con trai sau này tôi nên lương tựa vào đứa nào là tương đối an toàn ông liền hỏi lão tử lão tử lập tức lấy một ít tiền để ở trên bàn ngài nói với người con lớn này anh hãy đánh cha một cái số tiền này chính là của anh người con trai lớn này tương đối ngốc người con trai nhỏ tương đối thông minh nhưng mà người con trai lớn rất hiền hậu nó thà chịu chết chứ không chịu đánh cha một cái sau đó thì bởi vì người con trai lớn kiên quyết không đánh cha lão tử tiếp theo đó chuyển hướng vì người con trai nhỏ ngài nói con hãy đánh cha một cái số tiền này lập tức thuộc về con người con trai nhỏ này không nói lời nào chạy qua lập tức đánh cha một cái sau đó trở về ôm tiền vào lòng rất vui mừng lão tử nói bạn nên nương tựa vào ai nương tựa vào người con trai lớn chúng tôi đã từng xem một vở kịch truyền hình xin được ba người con trai người anh cả và anh thứ hai học hành vừa cao lại vừa kiếm được nhiều tiền người thứ ba chỉ có tốt nghiệp cấp ba người mẹ này cuối cùng vừa vào ai nuôi dưỡng vậy thật ra vì sao chúng ta cái thời đại này học hành càng cao lại chưa chắc biết làm người? Nguyên nhân do chúng ta hướng dẫn các em động cơ học đã sai rồi, đã sai rồi. Chí của học cần phải ở thánh hiền. Chí của học cần phải ở trọn tâm hiếu, chí ở cung kính đối với người, yêu thương người khác. Đây mới là mục đích của học. Chí tại thánh hiền. Thì người hiện nay đi học chí ở đâu vậy? Chí tại kiếm tiền Chí để ở mình có cuộc sống tốt Chí tại động cơ tự tư tự lợi Cho nên trái lại đi học càng nhiều Càng không xem trọng tình nghĩa Học càng nhiều càng ngạo mạn Học càng nhiều thậm chí là không muốn thừa nhận Cha mẹ của ta là nông dân và người con này đúng là học rất ít Ít ô nhiễm Không có tâm tham Vẫn cảm thấy mình không bằng người Vẫn biết khiêm tốn Đến cuối cùng là con trai nhỏ nuôi dưỡng Cho nên Cái gì con chức này Khi được lão tử phân tích như vậy Biết được người con trai lớn sẽ nuôi dưỡng ông Người con trai nhỏ nhất định bỏ mặt ông Cuối cùng cái gì quan chức này lúc thật sự lâm chung Thì người con trai nhỏ của ông Không trở về bởi vì người con trai nhỏ của ông Sau đó làm nghề thương mại kiếm tiền Người nhà của nó gọi nó về Người con trai nhỏ đói Tôi vừa đi vừa về như vậy phải mất đi bao nhiêu tiền Cho nên Khổng Phu Tự đói Phóng ư lợi di hành Đa oán Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Của cuộc đời một con người Nếu như là tiền, nếu như là lợi Thì trải qua cuộc đời này Nhất định sẽ khiến cho người thân bạn bè của họ đau lòng Sẽ khiến cho bạn bè người thân của chúng Xa lánh Cho nên chúng ta phải từ nhân Suy ra quả Thì đã gieo nhân gì cho trẻ mới có thể Thành tựu quả thiện cả đời của nó vậy Đây chính là biện rõ quan trọng nhất Của bậc làm cha mẹ đó chính là trợ lực lớn nhất cho suốt đời con cái của bạn Các vị bằng hữu Nếu như bạn thâm nhập đệ tử quy Bạn sẽ cảm thấy mỗi một câu Đều là gieo trồng Cái nhân quan trọng nhất Cho con cái của bạn Thành tựu thiện quả cho cả đời của nó Tôi là bởi vì đã giảng hơn một năm Tể hội sâu như vậy tôi tin các bạn bạn hiện đây thể hội có thể không có sâu bằng tôi chúng tôi xem câu đầu tiên là được rồi phụ mẫu hô hưng giật hoảng một người con ngay cả đối với lời nói của cha mẹ cũng không cung kính thì nó đời này đã hỏng rồi suốt đời đó lòng cung kính đối với người có khởi lên được không không thể khởi lên được câu nói này không làm được thì suốt đời con cái sẽ có chướng ngại rất lớn câu nói này làm được rồi con cái bạn suốt đời được lợi ích khi nó tôn trọng cha mẹ của mình vui vẻ hòa nhã đối với lời nói của cha mẹ nó nhìn thấy cha mẹ người khác nó sẽ nghĩ cha mẹ người khác cũng rất vất vả chúng ta cũng cần phải cung kính khi nó thể hội được cha mẹ của nó niệm niệm hy vọng nó tốt thì nó cũng có thể thể hội được cha mẹ của người khác, niềm niềm cũng hy vọng con cái của họ tốt. Cho nên khi chúng ta hướng lời nói xấu đến người khác thì cha mẹ họ sẽ đau lòng buồn bã. Cho nên một người con có hiếu là có thể có loại tâm đồng cảm này, không muốn khiến cha mẹ của người khác đau khổ. Cho nên tâm cung kính của nó là có thể từ trên thân cha mẹ lại suy rộng ra đến mọi người. Cho nên đệ tử quy từng câu âm gian Rất có lực Ở trong cận nói Trí quan phục Hữu định dị dịch loạn đốn Trí ô uế Đây chính là hai câu nói Vậy bảo điều gì vậy Quần áo Mũ nón Phải để ở nơi cố định Nếu không để khắp nơi Lung tung Thì sẽ bị dơ bẩn đền nhà và áo quần mũ cũng bị dơ bẩn thậm chí là sau khi để lung tung lúc cần dùng khẩn cấp thì tìm không ra tìm không ra vẫn không quan trọng còn muốn nổi giận với người trong nhà hiện nay loài con cái này có nhiều hay không vậy thật sự là không có gì tốt thì hành vi của trẻ sẽ khiến người ta rất tức giận không chỉ cha mẹ tức giận mà chúng ta nhìn thấy cũng tức giận Cho nên không nên xem thường câu nói này Khi trẻ nhỏ để mũ có nơi, để quần áo có nơi Lẽ nào nó chỉ để có nơi hai thứ này sao? Khi một đứa trẻ có thói quen rất sạch sẽ Khi đó đã có loại chủ tâm này Nó nhìn thấy cái ghế này chưa có để ngay ngắn Lập tức để lại ngay ngắn, nội quá nó Cho nên nó nhất định sẽ sắp xếp tốt căn phòng của nó sẽ sửa sang căn phòng tốt một em nhỏ có thể sửa sang căn phòng tốt là có trật tự ngăn nắp thì tâm của trẻ có thể định lại được có thể định tâm lại định thì mới có thể khai trí huệ một đứa trẻ mà căn phòng của nó rất lộn xộn mỗi lần muốn tìm cái gì cũng tìm cả buổi bạn bảo nó đọc nhiều kinh sách đi nữa có thể khai trí huệ hay không vậy không thể khai rồi học vấn không phải ở trong kinh điển học vấn ở trong từng ly từng tí của đời sống kinh điển chỉ là nói cho bạn biết ở trong đời sống bạn cần phải thực tiễn ở thật sự có được chỗ lợi ích của học vấn thì hãy dựa vào trong đời sống mà nâng cao cho nên khi trẻ nhỏ làm được câu nói này rồi quần áo mũ đón túi sách thậm chí là tất cả mọi thứ đều phải biết có chỗ cố định thì năng lực quản lý sự việc Quản lý người của cả đời đó Đã đặt lên nền tảng rồi Cho nên bạn không nên hiểu lầm Đại học đi học quản lý doanh nghiệp Gọi là quản lý học Một sinh viên sau khi 4 năm tốt nghiệp rồi Mà căn phòng lung tung lộn xộn Bạn có nên dùng họ hay không? Đó gọi là lý luận suông. Quản lý học là Bản thân phải gọn gàng ngăn nắp Quản lý học phải lấy mình làm gương Đây gọi là quản lý chân thật Khi trẻ nhỏ căn phòng của mình còn không dùng tốt Khi trẻ nhỏ đức hạnh của mình còn chưa làm tốt Nó học quản lý học Học 10 năm đi nữa có tác dụng hay không Học vấn cần ở thực chất Không ở hình thức Làm ở hình thức Bản thân không có được lợi ích Thậm chí là còn tự chuốt lấy cái dục Chúng ta không học quản lý Học còn tốt Học ra rồi bản thân cũng không quản lý được Còn bị người khác cười Cho nên chúng ta phải nhìn thấy được Gieo trồng nhân mỗi một câu của đệ tử quy Đều là ảnh hưởng suốt đời của các em Chúng tôi tiếp tục nêu tiếp Thì bài học của chúng ta lại không học xong Cho nên Từ nhân suy ra quả Đặc biệt quan trọng ngôn ngữ giữa người với người là có tần suất tương tác cao nhất trong giao tiếp giữa người với người với nhau chính là ngôn ngữ cho nên chúng ta nghe nói chuyện có biết nghe hay không có thể phân biệt lời nói có chính xác hay không có thể phân biệt được động cơ của người nói chuyện là gì điều này là rất quan trọng khi chúng ta không biết nghe nói chuyện rất có thể gặp phải Một số người đâm bị thóc thập bị gạo Là có thể phá quỷ gia đình của bạn Phá hoại sự nghiệp của bạn Cái gì bạn hữu Nói là thầy ơi Thầy có nói quá cường điệu hay không Không cường điệu rồi Người làm vua Chúng ta nói quan hệ vua tôi Vua nghe theo lời dèm pha Thì bề tôi phải bị Mất đầu Bao nhiêu trung thần chết Ở đâu vậy Chết ở dưới lời Diệm Pha Chết ở người làm vua Ở người làm lãnh đạo Không phân biệt được đúng sai Không phân biệt phán đoán Câu nói này đúng hay sai Phụ tính tử đương quyết Cha nếu như nghe theo lời Diệm Pha Có thể quan hệ với con cái Cũng bị rạn nứt Ở trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn có nói Thính Phụ Ngôn Quai Cốt Nhục Trước đây bởi vì Không chỉ cưới một người vợ Còn cưới vợ nhỏ Vợ nhỏ nói xấu gì con cái của vợ lớn Kết quả người làm cha Nghe theo rồi Có thể đến lúc cha con Cũng sẽ xảy ra xung đột Bằng hữu thính chi biệt Nghe tin theo lời dèm pha Thì bạn sẽ mất tình cảm Phu thê tính chi ly Vợ chồng nếu như nghe lời người khác dèm pha Có thể cuối cùng sẽ ly hôn Cho nên Trung Hoa có một câu nói vô cùng có triết lý Là kẻ đến nói chuyện thị phi Chính là người thị phi câu nói này rất có trí huệ chúng ta hãy nghĩ xem tại vì sao người đến nói chuyện thị phi chính là người thị phi vậy bởi vì một người thật sự có đức hạnh có học vấn họ nhất định hướng về một cái trong quan hệ giữa người với người chính là hòa khí chính là mọi người đều có thể đi theo hướng cùng có lợi cho nên họ hy vọng giữa người với người với nhau có thể chung sống hòa thuận có thể đối xử bình đẳng họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy quần chúng bất hòa cho nên mặc dù nhìn thấy người ác họ cũng không muốn phê bình họ chỉ biết kiểm điểm lại mình ta làm chưa được tốt vẫn chưa có khiến họ cảm động họ tuyệt đối sẽ không thêm phiền phức Đâm bị thốc, thọc bị gạo Khiến cho mọi người trong lòng hoang mang Cho nên người có đức hạnh tuyệt đối sẽ không làm cái sự việc này Người bình thường nói lời dèm pha vào Bạn phải hiểu mục đích của họ là chỗ nào Mục đích của họ là đố kỵ người khác Mục đích của họ là Muốn khống chế bạn Bởi vì sau khi bạn nghe theo lời họ rồi Sau này là cứ nghe theo mãi mãi Họ sẽ dắt bạn đi hướng đông Đi hướng tây Đợi bạn tỉnh trở lại Bạn cũng hối hận không kịp Cho nên chúng ta có thể thấy được Nếu như họ nói lời dèm pha đến người khác Thì chủ tâm của họ ở chỗ nào Đương nhiên bạn không nên trong lúc Họ nói lời dèm pha với bạn Bạn liền lập tức nói với họ Anh đang làm gì Anh sao mà không có đức hạnh như vậy Họ vì sao sẽ có thể kiếm chuyện với bạn chúng ta nghe xong dường như không biết sau khi nghe rồi là hiểu chủ tâm của người này lại nữa nếu như bạn thực sự không thể nghe được họ đang nói cho người khác nghe bạn không mong bạn ở đó là một phần tử ở đó còn sợ đến khi người ta sẽ nói truyền ra khi người ấy đang nói xấu về một người nào đó anh ta cũng đang ở đó bạn muốn tránh bị nghi ngờ bạn có thể lập tức đứng lên Xin lỗi tôi muốn đi toilet Người phải luôn luôn nắm bắt thời cơ tiến thoái Nếu không bạn có thể sẽ rước quả vào thân Lập tức nhanh chóng chuồn là tượng sách Đây chính là bạn biết tiến thoái Cho nên nghe nói chuyện phải biết nghe Lỗi lầm của chúng ta người khác khuyên thì nên nghe Người khác nói lời diệm pha thì không nên nghe không nên nghe Nhưng mà người Có thể làm được hay không Cho nên chúng ta thường nói Đạo cao một thước Thì ma cao một trưởng Ma này không phải ở bên ngoài Là ma tâm Tại vì sao phải trưởng dưỡng Cái tâm thuần tịnh cho trẻ em Trưởng dưỡng tính ngay thẳng cương trực Cho trẻ quan trọng như vậy Bởi vì đó từ nhỏ sau khi đặt nền tảng rồi Thì tất cả những thứ tà dạy không thể nhiễm vào người được khi chúng ta từ nhỏ không nuôi dưỡng cái tâm thuần thiện này lại không có chánh khí một khi tà khí đến còn cảm thấy rất thân thiết cho nên họ vừa nói có người nào đó nói xấu bạn thì tay của chúng ta lập tức dựng đứng lên mắt trừng to hoác ai nói vậy thế thì hỏng bét rồi cho nên không nên nghe lời dèm pha không nên nghe lời ngon tiếng ngọt Cuối cùng đây chính là lời mà chúng ta ưa thích nhất Cho nên một người không có thật sự rõ lý Bạn cũng thật sự rất khó chuyển cảnh giới Cho nên học tập nhất định phải không gián đoạn Trường kỳ, huân tu, tính định của bạn Chánh khí của bạn Mới có thể thường xuyên được đề khởi Điều này rất quan trọng Các gì bằng hữu Bạn nghe xong lời nói này bạn phải biết nghe Người khác phỉ bán người Có lời dèm pha không nên nghe Nhưng mà nếu như Chúng ta là làm xong một cái hoạt động Chúng ta hy vọng hoạt động Làm càng thành công Có thể lợi ích được nhiều người hơn Giờ lúc này cần phải ngồi lại cùng nhau kiểm điểm Thì đây không phải là lời dèm pha Chúng ta gọi là tùy diệt Mà xét Sau khi bằng xong Xong rồi thì thôi là vì cùng một cái mục tiêu làm tốt công việc chung điều hành tốt đoàn thể làm tốt công việc có thể lợi ích người khác cho nên bàn công việc là nhắm vào việc chứ không nhắm vào người đây không được xem là lời dẹp pha rất nhiều người học xong những khóa học này đều sợ này sợ kia cảm thấy có một số chuyện nhỏ cũng đều gọi điện thoại đến thầy thái như vậy có được làm hay không chúng ta phải nắm được vẫn là chủ tâm của bạn và còn chủ tâm của người nói chuyện như thế nào chúng ta biện rõ thiện biện rõ giá trị quan biện rõ thế nào là thành công biện rõ nhân gì tạo thành quả gì quả gì do nhân trước là gì điều này cần phải phân biệt và còn đối với ngôn ngữ dèm pha Sự ảnh hưởng của ngôn ngữ chúng ta Cũng phải biết phân biệt Ngoài người là thầy ra Sách, sách hay cũng là thầy Thư trung tự hữu Hoàng kim ốc Thư trung tự hữu Nhan như ngọc Câu nói này tuyệt đối Không phải chỉ có cảm nhận bề nổi Tôi đối với câu nói này thể hội rất sâu Bởi vì tôi hiện nay ngay cả thời gian đọc sách cũng rất ít Khi không có việc lật sách ra đều cảm thấy rất quý trọng Được 10 phút, 20 phút đều vui thích vô cùng Chúng tôi lên máy bay Ngoài nghỉ ngơi ra Chỉ cần tinh thần còn tốt Lập tức một cuốn sách cách ngôn biệt lục Nho nhỏ tôi liền lập tức lật ra Mỗi lần đọc một câu Là cảm thấy học vấn của Bậc Thánh Hiền Thật sự là Đáng để chúng ta cảm phục sâu sắc Các vị bằng hữu Tôi thường hay nêu thí dụ Nên những câu danh ngôn Đều là lấy từ đâu vậy? Từ kinh điển Từ cách ngôn biệt lục Quyển biệt lục này Là lý thúc đồng Quan nhất đại sư trích lục ra Quan nhất đại sư là người khổng lồ bạn nên đứng trên vai của ngài ngài đem mấy trăm mấy ngàn câu nói hay như vậy cô động lại thành một quyển nhỏ mỗi câu đều vô cùng quan trọng đối với cả đời của bạn cho nên các ngôn biệt lục thường xuyên lật ra nhắc nhở vô cùng lớn đối với cuộc sống và cái sách này chọn như thế nào vậy Bạn chọn đúng một quyển sách Là được một vị danh sư hướng dẫn Chọn sách Không phải sau khi bạn chọn xong Cảm thấy nói cái người viết sách này học vấn thật là thâm hậu Sau đó sau khi xem xong Bạn ngay cả một điều cũng không dùng được Bạn cũng không biết bắt tay làm từ đâu Để gia đình tốt hơn Để học vấn của mình được nâng cao Cũng không biết làm thế nào làm lợi ích cho công ty của mình Chỉ cảm thấy quá lợi hại Cao sâu khó lường đạo ở đâu đạo tuyệt đối không cao sâu khó lường đạo ở trong từng ly từng tí của đời sống tâm hiếu là đạo tâm chân thành là đạo tâm cung kính là đạo tâm nhân từ là đạo đạo đã là ở trong những chủ tâm này thì đâu có gì là cao sâu khó lường chứ đâu có gì không thể lập tức làm chứ cho nên sách hay chân thật là sau khi bạn xem xong thấy vô cùng ưa thích hơn nữa biết rõ bước kế tiếp cần phải bắt tay làm từ đâu bởi vì người viết sách lúc nào cũng có thể thành tựu cho bạn họ làm sao có thể nói những lời mà bạn nghe không hiểu được chứ cho nên chọn sách phải từ trong chủ tâm của người viết sách mà chọn cho nên khổng phu tử nói Đạo không xa con người Cái đạo mà xa con người thì không thể gọi là đạo được Đạo chính là ở trong từng ly từng chút Của đối nhân sự thế Tốt rồi, bài học hôm nay chúng ta chỉ học đến chỗ này Cảm ơn mọi người